Các em thân mến, trong những năm gần đây thì khái niệm người mẫu nhí đã trở nên vô cùng quen thuộc với chúng ta, phải không nào? Rất nhiều bạn nhỏ tham gia các lớp mẫu nhí với mong muốn là sẽ trở thành những người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai, hoặc đơn giản là các bạn ấy cũng chỉ muốn khoác lên mình những bộ trang phục thật là lộng lẫy, được tự tin sải bước trên sàn runway với sự ngưỡng mộ của rất là nhiều người. Và hiểu được mong muốn đó của các bạn nhỏ thì ở những năm gần đây rất nhiều những show diễn thời trang nhí cũng được tổ chức để các bạn được trải nghiệm cảm giác trở thành những người mẫu chuyên nghiệp. Và trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay thì mời các em chúng ta sẽ cùng tham gia một show diễn thời trang nhí mang đầy hơi thở và sắc màu rực rỡ của mùa hè các em nhé. Và hãy theo chân chị nào. Thanh Hóa Fashion Show là một trong những show diễn thời trang quy mô được tổ chức thường niên vào dịp hè cho tất cả các bạn nhỏ đam mê thời trang và yêu thích nghề người mẫu. Các em biết không, mặc dù 7 giờ tối show diễn mới chính thức bắt đầu, thế nhưng ngay từ đầu giờ chiều, những người mẫu nhí của chúng ta đã tất bật với công tác chuẩn bị. Dưới đôi bàn tay khéo léo của đội ngũ trang điểm, các bạn nhỏ được biến hóa để trở nên xinh xắn, cá tính và phù hợp hơn với bộ trang phục mà mình thể hiện. Mỗi bộ sưu tập sẽ có một phong cách, một thông điệp riêng. Thế nên, cách trang điểm của các nhóm người mẫu cũng vì thế mà khác nhau. Tranh thủ trong lúc nhóm này đang trang điểm, nhóm kia sẽ tập catwalk và làm quen sân khấu. Công việc cứ thế, luân phiên, đan xen, tạo nên không khí làm việc vô cùng sôi động và khẩn trương. Đồng hành trong mọi hoạt động của các bạn nhỏ, luôn có sự quan tâm, động viên, dõi theo của ông bà, cha mẹ. Dù tiếp xúc, trải nghiệm môi trường thời trang chuyên nghiệp, các bạn nhỏ vẫn không hề căng thẳng mà tràn đầy năng lượng, tươi tắn vì được làm công việc mà mình yêu thích. Tuy để mặt mộc và diện trang phục đơn giản, các mẫu nhí vẫn gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đáng yêu và phong cách trình diễn tự tin không kém người lớn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Ngân Gánh. Hôm nay mình đang diện một bộ thiết kế của nhà thiết kế Nhật Thực. Một bộ trang phục rất tươi mát và rất là tiện lợi trong cuộc sống. Hôm nay mình rất muốn tỏa sáng với bộ trang phục này. Bạn nhỏ nhà mình thì là một ngay từ nhỏ đã thể hiện cái niềm đam mê ở là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng và cũng ước mơ lớn rất là lớn để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Và thực ra là khi mình rất thích cho các bạn nhỏ tham gia những cái chương trình như thế này để cũng, thứ nhất đầu tiên là tạo cho các bạn cái sự tự tin. Và cũng là cái thỏa mãn cái niềm đam mê của bạn, nó cũng là nuôi dưỡng ước mơ của bạn để sau này bạn cũng là có cơ hội thực hiện cái ước mơ của bạn nó trở thành hiện thực. Càng gần đến giờ diễn, không khí càng trở nên khẩn trương. Tất cả đều được tập dượt lại một lần nữa để đảm bảo mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ và thành công. Và dĩ nhiên, dù bận đến mấy thì các phụ huynh và các bạn nhỏ vẫn không quên lưu lại những kỷ niệm thật đáng nhớ của ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trương Phương Nga và mình là Miss Teen United Nation. Và đây là chuyến đi trở về quê hương thân yêu của mình. Mình đã từng tham gia rất là nhiều show diễn cho thành phố lớn, nhưng mình đánh giá show diễn The Last of the Sea là một show diễn vô cùng hoành tráng, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ của các bạn thiếu niên. Và mình mong chương trình show diễn ngày hôm nay sẽ thành công rực rỡ.
với mong muốn tạo ra một show diễn thời trang thường niên, chuyên nghiệp để các bạn nhỏ yêu thích thời trang và nghề người mẫu có cơ hội được thể hiện bản thân và trải nghiệm công việc của một người mẫu thực thụ. Những năm qua, Thanh Hóa Fashion Show vẫn luôn không ngừng mở rộng quy mô, đổi mới hình thức tổ chức. Chẳng thế mà dù lần thứ tư được tổ chức, thế nhưng độ nóng và sức hút của show diễn vẫn chưa bao giờ giảm. Với chủ đề Legend of Jersey, Thanh Hóa Fashion Show 4 đã mang đến một không gian rực rỡ sắc màu. Nhà thiết kế Nhật Thực là cái tên mở màn cho show diễn với bộ sưu tập maxi dịu dàng, thướt tha và đầy tính ứng dụng. Toàn bộ các mẫu thiết kế với tông màu chủ đạo là vàng đen được nhà thiết kế Nhật Thực biến tấu đa dạng và ấn tượng. Hai nhà thiết kế Huyền Trương và Ngọc Dung lại mang đến hình ảnh các cô công chúa xinh đẹp, đầy cá tính và thu hút. Là bộ sưu tập dành riêng cho mùa hè, mùa tinh nghịch và là mùa của trẻ thơ. Các thiết kế đều sử dụng những tông màu đặc trưng như màu vàng rực rỡ của nắng, trắng sáng của mây trời hay sắc xanh dịu mát của biển khơi. Show diễn thứ 3 của mình trong mùa hè này và mình mong ước với những kinh nghiệm mình đang có thì mình có thể trở thành một người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai. Mình rất là vinh dự khi được trở thành vedette của chương trình. Mình đã trải qua rất nhiều ngày để tập luyện. Hôm nay mình đã được tỏa sáng trên sân khấu. Mình rất là vui. Mình rất là vui khi mỗi lần tổ chức show về các cái chương trình người mẫu thì đều được các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ cũng như các bậc phụ huynh hưởng ứng rất là cao. Và đó cũng là động lực để Thùy Anh mỗi một lần tổ chức show được thành công hơn nữa. Và mình mong rằng những sân chơi như thế này sẽ là động lực để các con có thể nuôi dưỡng ước mơ của mình. Legend of the Sea đã khép lại vô cùng thành công trong niềm vui của cả phụ huynh và các bạn nhỏ. Những câu chuyện, những khoảnh khắc của ngày hôm nay sẽ không chỉ là những kỷ niệm đẹp của một mùa hè rực nắng, mà còn là hành trang, là kinh nghiệm thiết thực để các em tiếp tục nuôi dưỡng và chinh phục ước mơ của mình. Các em thân mến, hy vọng là qua show diễn ngày hôm nay thì các em đã hiểu được phần nào công việc của một người mẫu chuyên nghiệp rồi. Không hề đơn giản đúng không nào? Rất là vất vả, thế nhưng cũng rất là nhiều niềm vui. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì các bạn nhỏ của chúng ta cũng đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và những trải nghiệm thật là đẹp về mùa hè này. Và chúc các em, những bạn nhỏ mà có ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình các em nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục thiếu nhi ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Chị Phanh thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.